Chào các bạn đang nghe chương trình Cảm xúc cuộc sống và tôi là Dế Lang Thang. Ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Mong là các bạn đã có một ngày thật đẹp và Dế hy vọng các bạn sẽ cảm thấy vui hơn nữa khi nghe bài hát Proud of You của Fiona Fung với những cảm xúc thật trong trẻo như chính giai điệu của nó. Dế cũng vậy, nhưng không hiểu sao Dế lại có cảm nhận rất khác với mọi người. Khi đoạn điệu khúc I Can Fly, I'm Proud That I Can Fly bay lên cao vút, trước mắt Dế hiện lên hình ảnh một cô bé con đang giọng hai tay được bố mẹ bế bổng lên trời. Và cô bé ấy có gương mặt quen lắm, dường như Dế đã thấy đâu đó trong cuốn album thời thơ ấu của mình. Thời thơ ấu của chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng được sống những giây phút thần tiên như thế. Các bạn thân mến, các bạn có nhớ được cảm giác của chính mình khi đó không? Cuộc sống trôi đi quá nhanh khiến mỗi người chúng ta đôi khi chẳng còn ghi nhớ được nhiều những cảm xúc trong sáng và hạnh phúc như thế. Cuộc sống giống như một con đường không bằng phẳng, mà khi vấp ngã, ta lại lục tìm trong miền thơ ấu của mình, cảm giác bé lại để được ủ ấm trong tình thương yêu của gia đình. Nhưng ta thì chẳng ngừng lớn, và cuộc sống cũng không ngừng trôi. Dế đã đọc trong một cuốn sách nói rằng, hành trình dài nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình, để rồi đến một thời khắc nào đó đủ lớn, ta thật đặt câu hỏi cho mình, cuộc sống là gì? Có lẽ chẳng ai định nghĩa được rõ ràng đâu, nhưng những cảm xúc mà cuộc sống đem lại thì chúng ta, ai cũng sở hữu cả một kho tàng. Đó là niềm vui khi được đọc một trang sách hay, được ngắm một bức tranh đẹp. Đó là niềm xúc động trước một giai điệu thân thương, một phong cảnh hữu tình. Đó cũng có thể là nỗi buồn, sự luyến tiếc một câu chuyện, một mảnh đời đã qua của mình. Và có thể lắm chứ, đó là những cảm xúc bâng cua trước một hình ảnh bâng cua nào đó. Và cũng có thể lắm chứ, đó là trăn trở trong cuộc sống thường ngày.
Dê đã được đọc một cuốn sách rất hay của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cuốn Trịnh Công Sơn rơi lệ du người của nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành năm 2003. Nói rằng cuốn sách này do ông viết cũng không phải chính xác. Nó là một tuyển tập một số bài tản văn của ông, một số bài báo người đời viết về ông, một số bài phỏng vấn. Nhưng những lời tâm sự mà Trịnh Công Sơn đã gửi gắm thực sự làm cho Dê suy nghĩ nhiều và thấy lòng mình xúc động một cách không ngờ. Cũng giống như những bài hát của mình, lời văn của Trịnh Công Sơn chiêm nghiệm và nhiều triết lý. Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình. Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai, chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Càng yêu ta càng thấy có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi. Mỗi một con người vì sự mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu. Lâu mang theo vết thương sâu.
sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió hướng, đêm nằm không biết nghĩ đến ai để đừng buồn. Chịu không thể tưởng tượng ra một sự thay thế nào khả dĩ là mình thăng bằng trở lại. Đau đến nỗi phải nghiến răng lại mới sống cho ra sống được. Buồn đến độ phải dùng mình, nhớ thì nhớ mỏi cả người. Sau từng ấy thời gian, hóa ra tôi vẫn chưa quên được. Nhưng cảm giác cũng không còn xót xa như trước, mà chỉ còn là nỗi nhớ trống rỗng. Chắc là vì tôi đã bão hòa quá rồi. Chờ đợi nhiều quá, hy vọng nhiều quá, rồi thất vọng nhiều quá, dây dứt khôn nguôi. Em nói tôi hãy quên em đi như một giấc mơ trong đời. Hãy nhìn vào mặt trái của em để đừng ngộ nhận. Thế nào là ngộ nhận, thế nào là yêu. Em im lặng nhưng tình yêu dịu dàng và ẩm ướt trong cơn mưa vẫn cứ âm thầm chảy qua tay, qua những ngày ngắn ngủi. Thế là 20 tuổi, tôi chia tay với mối tình đầu của mình. Chia tay mà không thấy mất mát, vì biết trên con đường tôi đi, phía trước luôn có em dõi theo. Chỉ âm thầm thấy cơn đau cuộn sâu trong ngực mỗi khi nghe bài hát quen thuộc cất lên, I Believe My Heart. Đôi khi tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Mọi chuyện cứ giống như một con đường dài không thể quay lại nhưng cũng không muốn nghỉ chân. Cuộc sống là một cuồng quay, chẳng làm sao đâu nếu màn u tối buồn rầu hay nhộn nhịp vì ánh sáng luôn luôn đến đã thành quy luật. Nếu chúng ta là hai người yêu nhau hạnh phúc nhất, thì chúng ta cũng có thể là một người yêu nhau bất hạnh nhất thế gian này, phải không em? Dế vừa đọc lá thư của bạn NAQ Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề viết trong mối tình đầu gửi đến bạn gái của mình ở địa chỉ Hà Chân gạch dưới Nha Trang @yahoo.com với bài hát I Believe My Heart. Và một điều kỳ diệu mà có lẽ bạn NAQ đã không ngờ đến, chỉ vài ngày trước lá thư của bạn, chương trình cũng nhận được email của bạn Hà Chân gạch dưới Nha Trang @yahoo.com với tâm sự viết cho người tôi yêu. Cầu mong ở một nơi nào đó, khi anh đọc câu chuyện này sẽ hiểu em hơn, hiểu tất cả những gì em nghĩ. Chỉ trong vòng một năm biết nhau rồi chia tay nhau, đến giờ em vẫn chưa thể quên anh được. Anh đã từng bảo rằng, chúng mình quen nhau được là do duyên trời. Có ai đó đã nói rằng, thật là đau khổ cho ai khi bắt đầu bước vào tình yêu mà đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Có lẽ phải sau này em mới hiểu được câu nói đó, vì ngày ấy em hoàn toàn tự tin vào tình yêu của mình dành cho anh. Tình yêu của chúng mình chẳng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn. Em yêu anh, dằn vặt, ăn năn, tất cả lẫn lộn. Anh biết không, em đã nghĩ mình đem tình yêu đặt lên một chiếc phao vô hướng. Chấp chới, em liều phó mặc để yêu anh. Em chỉ nhận ra là em yêu anh nhiều khi anh đã xa em, khi mọi chuyện đã chấm dứt. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được là em đã yêu anh nhiều đến ngần nào. Còn em sẽ giữ mãi mối tình đó cho riêng mình. Dù sao cũng cảm ơn anh đã để lại trong em những kỷ niệm đẹp của tình yêu, đã giúp em hiểu tình yêu là thế đó.
Đọc email của hai bạn, Dế cảm thấy rất tiếc, tiếc như cuộc chia tay của hai người mà mình đã thân thiết lắm. Trong cuộc sống này, có lẽ chẳng có gì đáng tiếc hơn nếu những người yêu nhau không thể đến được với nhau chỉ vì một chút kiêu hãnh, một chút giận hờn hay tệ hơn một chút hiểu nhầm. Bạn thân mến, hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống trong một tình yêu chân thành. Thay vì bài hát kỷ niệm I Believe My Heart của hai bạn, Dế muốn gửi tặng một bản tình ca rất dịu dàng và ngọt ngào, bản tình ca If do The Breath thể hiện. Những gì là kỷ niệm, hãy cứ giữ nó là kỷ niệm và hãy cho chính bản thân mình một cơ hội nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no. Nếu chúng ta là hai người yêu nhau hạnh phúc nhất, thì chúng ta cũng có thể là một người yêu nhau bất hạnh nhất thế gian này, phải không em? Em chỉ nhận ra là em yêu anh nhiều khi anh đã xa em. Khi mọi chuyện đã chấm dứt, anh sẽ chẳng bao giờ biết được là em đã yêu anh, đã yêu anh nhiều đến mức nào. Thấy không, đôi khi một bài hát đối với ta rất đỗi bình thường nhưng lại là một kho báu với một ai đó. Vì ta yêu một bài hát hay yêu một bản nhạc, không hẳn chỉ bởi vì giai điệu hay hay vì ca từ đẹp, vì mang một cái gì đó đồng điệu với tâm hồn mình, với một miền ký ức của riêng bản thân mình. Và đôi khi, cũng nhờ một bài hát hay một bản nhạc mà làm cho lòng mình dịu lại, rút ra khỏi những guồng quay đời thường và quay về với những gì thân thương với lòng mình, với máu thịt của mình. Người nào đó thường nói với tôi một cách say mê về Chopin và các bản nhạc nổi tiếng của ông, đến khi tôi phải kêu lên, ôi hôm nào cho nghe thử nha, thì hắn lại nói, không, không cho nghe. Cái giọng người đó nói đúng như thế đấy. Vì sao? Tôi ngạc nhiên. Nếu ấy là một người ít nói hay trầm tư suy nghĩ, thì tôi sẽ cho nghe ngay. Người như thế chắc chắn sẽ hiểu và yêu thích nhạc Chopin giống như tôi vậy. Ngày đẹp trời nào đó, cuối cùng tôi cũng đã tự tìm cho mình một đĩa Greatest Hits của Chopin. Chà, sung sướng quá đi mất, mặc dù đúng vào lúc tôi và người đó hình như là giận nhau. Người nào đó lại hỏi, nghe bản đọc tuyên chưa? Cảm thấy gì không? Khi nghe tôi khoe là đã tự tìm được đĩa nhạc hay tuyệt, đang nghe, rất hay, bản này nghe mãi mà giờ mới biết tên, nghe lại nhớ Hà Nội quá. Sao kỳ vậy? Ừ nhỉ, sao lại vậy? Có lẽ những hình ảnh Hà Nội, những bộ phim Hà Nội, những vở kịch đều rất hay mang những giai điệu êm dịu này. Tôi như cảm thấy mình đang đâu đây trong một chiều Hồ Tây.
đó, tiếng gió cũng dịu như tiếng vĩ cầm ngân nga dạo đầu bản nhạc, tiếng sóng dập dìu như từng tiếng đệm piano. Cảm thấy bước chân mình đang lang thang qua phố Phan Đình Phùng, ngắm những ngôi nhà cổ kiểu Pháp mà như nghe thấy tiếng dương cầm vẳng ra từ một khung cửa nào đó. Tiếng đàn violon lại phút lên mạnh mẽ, rồi tiếng piano dồn dập đuổi nhau. Có phải một cơn mưa rào vừa đổ xuống phố phường Hà Nội một tối nào đó, đường phố khuya sau cơn mưa vắng lặng và sạch tinh, mùi hoàng lan thoảng trong gió. Phố nào mà có hoàng lan nhỉ? Bất giác thốt lên, mình thích Hà Nội sau cơn mưa như thế này quá. Từng nét nhạc chậm dần rồi biến mất, bản nhạc đã kết thúc rồi sao tôi vẫn còn lang thang trong giấc mơ về Hà Nội, lại thèm được mặc áo dài như thuở nào đó, có mấy nàng thiếu nữ áo dài giọng bước văn miếu, thấy tự hào là con gái Hà Nội quá, trước những ánh nhìn trìu mến của du khách. Trong nỗi nhớ của tôi, Hà Nội đẹp, thâm trầm, dịu dàng như bản nóc tuyên vậy. Có thể người nào đó rồi sẽ yêu Hà Nội khi cảm nhận được vẻ đẹp và hồn của mảnh đất này. Còn tôi cũng sẽ yêu nhạc Chopin khi tâm hồn tôi đồng cảm sâu sắc với những âm thanh tuyệt vời này. Các bạn vừa chia sẻ những dòng cảm xúc rất dịu dàng của bạn Aya, một thành viên của forum tạp chí âm nhạc.net hiện đang sống ở Đức. Dưới thân mời Aya và tất cả các bạn hãy cùng lắng lại với những giai điệu thật sâu lắng và êm dịu của Nocturne với tiếng đàn piano của nghệ sĩ Rubinstein. Thank you.
đôi khi dế không hiểu vì sao cứ nhắc đến Hà Nội thì ai cũng đều nói với một giọng thật trìu mến. Những tưởng đã yêu Hà Nội thì không còn có thể cảm thấy gắn bó với một mảnh đất nào khác, nhưng hoàn toàn không phải thế. Bất kỳ miền đất nào trên đất nước Việt Nam đều gắn bó với tâm hồn chúng ta. Các bạn hãy tạm xa Hà Nội trầm lắng và hiền lành để đến với một miền đất trẻ trung, phồn vinh và sôi động nhưng vẫn rất lãng mạn theo cách riêng của mình, thành phố Hồ Chí Minh qua lời kể của Hè Muộn, một thành viên của diễn đàn Việt Guitar. Và Hè Muộn, các bạn ạ, là một chàng trai Hà Nội 100%. Khi tàu chuyển bánh, chợt có một cảm giác xốn sang kỳ lạ, cảm giác rời bỏ mảnh đất vô cùng quen thuộc thân yêu. Nhưng khi nghĩ đến những điều đã xảy ra trong một năm vừa qua, tôi cảm thấy thăng bằng lại, thấy chuyến đi này thật sự cần thiết. Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng, bài hát phát ra từ loa trên tàu. Bố mẹ và mấy anh em ngoài Hà Nội nhắn tin vào là trời rét lắm, trong này nắng chang chang, cái nắng như giữa mùa hè. Mùa đông đem lại cảm giác u uất và buồn bã, cái nắng buổi trưa khiến không ai muốn ra đường, lại có một vẻ đẹp riêng. Buổi trưa nắng chói chang, yên tĩnh quả là hiếm trong thành phố sầm uất như Sài Gòn. Tôi thuê căn phòng sinh viên, 500.000 đồng một tháng, điều kiện tất nhiên không thể bằng ở nhà, sinh hoạt bẩn thỉu, thiếu thốn, có vấn đề gì đâu, cuộc đời là một chuyến đi dài, một chuỗi những trải nghiệm. Mượn được chiếc xe đạp, rong ruổi khắp thành phố, lại nhớ đến câu hát, mùa đông lại về đó em, Sài Gòn lạnh sao bằng nơi em ở. Đường Bùi Đình Túy ở Sài Gòn, phố người ta gọi là đường, nhiều mũi ghê người, sáng ra sắn quần vì chiều cường lên. Xe bánh mì quen thuộc trên đường Đinh Bộ Lĩnh của anh chàng quê ở Hà Tĩnh, quen từ lần vào trước. Anh này kiếm khá lắm nhé, một ngày bán 400 cái bánh, một tháng trừ tiền ăn ở và tiêu pha để giành được 3 triệu cơ đấy. Mình học xong đi làm một tháng chưa chắc đã để giành được như thế, hay là... Văn hóa 5.000 nổi tiếng từ Nam ra Bắc, mê mệt gần một tháng mới phát hiện ra cà phê không ngon bằng cà phê gần trung tâm. Nhưng kể ra cái văn hóa đấy hay thật, tiếc là ở Hà Nội không có. Về nhà lại ngồi lì cả ngày bên máy tính, nhớ lại ngày nào ở Sài Gòn cũng đạp xe không dưới 20 cây, từ Bình Thạnh sang quận 3, từ quận 3 sang quận 5, từ quận 5 sang quận 10, và cũng không thể quên các buổi đi chơi với mấy anh em Việt Guitar. Nguyên một buổi chiều ngồi cùng anh Suarez, hầu chuyện anh Cường Luthier, xem bóng đá đêm dọc bờ sông bị muỗi làm thịt. Mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm, mãi mãi chỉ còn là chia ly. Những con đường cây lá gió chiều đưa, những con đường mưa nắng khóc bơ vơ, mong trở về để thấy phố phường xưa. Sau cùng một người đàn ông Sài Gòn lặng lẽ sống trong một thành phố hối hả và ồn ào. Một cuộc gặp mà mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn rưng rưng. Cuộc hội ngộ mãi mãi không bao giờ quên. Thầy đem đến cho tôi tình yêu cuộc sống. Hình ảnh thầy luôn thật vẹn toàn, cao quý mà khiêm nhường, lặng lẽ. So I face the final curtain. My friends are set clear. I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. Oh, blue eyes. I traveled and every highway and more, much more than this, more than this. I did it my way. Regrets, he had a few, but then again, too few to mention. He did what I had to do. What he had to do. Saw it through. He saw it through without exemption. He planned each charted course, each careful step along life's byway. More, much more than this, more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when he bit off
more than he could chew. But through it all, whenever there was doubt, he ate it up and he spit it out. But he faced it all. Yes. His way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record it'll show. His way. I loved, he loved. I've laughed and cried. He laughed, he cried. I've had my fill, my share of losing. And now, as the tears subside, he'd find it all so amusing. To think I did all that. He did all that. And may I say, yes, you may. Not in a shy way. Oh no. Oh no, not he. Yes, it was my way. Yes. His way. Có vẻ như ngay từ đầu chương trình chúng ta đã nhắc khá nhiều đến sự sống và cái chết. Bạn đã bao giờ nghĩ về cái chết là như thế nào chưa? Cách Hà Nội không xa lắm, chừng 70 km về hướng Tây là một thành phố mà có lẽ chẳng có thành phố nào ngăn nắp được đến thế, thành phố của những người không hữu hình, bất bạt. Nhưng chẳng phải đi xa đến thế để có thể cảm thấy mình gần hơn với những người đã tưởng như xa vĩnh viễn. Đừng nghĩ là Dế đang mê tín dị đoan nhé, Dế chỉ muốn nhắc đến một lễ, một hội mà thôi. Tháng 3 về, mùa xuân về, lộc non nhú khẽ trên những cành khẳng khiu, đất trời rụ mái tóc mùa đông u ám và buồn bã để điểm trang cho mình bộ trang sức mới, đầy màu xanh, đầy sức sống. Tết Thanh Minh đã đến, một phong tục cũ của người Việt Nam mà sẽ rất đáng tiếc nếu có ai đó trong guồng quay vội vã đã lỡ lãng quên. Hãy quay về đi, về với những người thân yêu đã xa, để mọi người, dù hữu hình hay vô hình, được gặp nhau trong một thời khắc của tâm linh. Trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Chẳng đợi đến tiết tháng 3, sáng mùng 4 Tết, tôi đi tảo mộ cùng gia đình. Mười mấy năm nay rồi vẫn thế, trừ khi tôi xa Hà Nội. Trời ấm lên nhiều so với mấy ngày trước, nắng vàng, gió nhẹ. Chỉ ra ngoài trung tâm thành phố hơn 10 cây số mà mọi thứ như đã khác. Các bác các chú tôi cũng đã về đây cả. Người lớn rì rầm nói chuyện, bọn trẻ chạy đùa giữa những con đường nhỏ khuất sau mộ. Hình như cứ thêm một năm, số người đi tảo mộ lại càng đông. Cách đây nhiều năm, tôi vẫn nhớ lắm, mọi người đi tảo mộ thường mang theo một cái cuốc thật mới, vài bánh pháo thật to. Mỗi khi người lớn đã dẫy sạch cỏ quanh khu mộ của cụ cố, của ông bà, thì các cô, các mợ cắm hương, hoa, dâng vàng mã, đồ lễ, rồi đợi đến hết tuần nhang để hóa vàng tiền, còn lũ trẻ chúng tôi tranh nhau đốt pháo. Bây giờ tôi và các anh em con chú con bác đều đã lớn, pháo cũng không còn.
tôi đã được thay phụ huynh thắp hương lên mộ phần của ông bà, được ngồi hóa vàng và nhìn tàn tro thăng lên theo gió đầu năm bay phất phới. Cô tôi nheo mắt vì khói, vì nóng, nhìn theo tàn vàng với một vẻ hài lòng. Năm nay tốt lành đây. Rồi các chú các bác đứng với nhau nói chuyện công việc, làm ăn. Các cô các mợ nhớ lại ngày xưa, cậu thích món ăn này, mẹ có thói quen đưa đôi dép thế kia, để còn chuẩn bị sắm sửa mâm cơm, đồ vàng mã cho ngày hóa vàng. Cảm giác khi đi tảo mộ rất quen mà rất lạ. Tôi thấy tâm hồn dịu dàng và thanh bình, nghĩ về năm cũ và năm mới, về cuộc sống và cả những thứ thuộc về tâm linh. Rồi tôi yêu cái cảm giác ấy từ lúc nào không biết, chỉ sau cái cảm giác của đêm 30 mà thôi. Đó là giây phút đoàn tụ của đại gia đình, gặp gỡ giữa những người đang sống và đã khuất, ấm cúng lạ. Năm nay vẫn như mọi năm, tôi xin ông bà phù hộ cho tôi, gia đình và bạn bè một năm mới an lành, nhiều sức khỏe để mọi người có thể làm được những việc mà mình mong muốn. Hạnh phúc là cảm nhận hồn nhiên cái đẹp cuộc sống từ những điều đang diễn ra quanh ta như bản thân nó vốn từng có. Giản dị vậy thôi nhưng chẳng phải lúc nào ta cũng nhận ra. Bạn thân mến, hãy dừng chân một chút, hãy bước thong thả một chút để có thể lắng nghe những nhịp đập và hơi thở của cuộc sống đang bao phủ quanh mình. Bạn có thấy những vui như những chiếc chuông nhỏ đang khe khẽ ngân lên trong lòng không? Và bạn có thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm đi ít nhiều không? Còn bây giờ, có lẽ chú dế lang thang nào đó đã cất lên tiếng hát buổi đêm, đã nhắc dế đến giờ chúng mình phải nghỉ ngơi rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những cảm xúc thật đẹp trong giấc mơ của mình. Khi đó, đừng quên chia sẻ với dế nhé. Try to think of tomorrow. All those stars wish you good night. So I'm switching off the light. One more hug, one more smile. Kiss you once, kiss you twice. I'll be here for a while. Try to sleep now and close your eyes. Good night.